Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì để mà lấy được cái hiệu trong cái tựa game này á, thì các bạn chỉ cần tập luyện cái sức mạnh của các bạn lên 500 á, là các bạn sẽ nhận được cái hiệu này nha các bạn. Nhưng mà khi các bạn vào game á, thì nó sẽ rất là nhiều người phá game các bạn. Có nhiều bạn không hiểu sao cứ nói chung là biến thành siêu to khổng lồ rồi, nhưng mà không chịu ra game khác chơi hay làm nhiệm vụ khác, mà nói chung người ta chơi game này nên người ta vô người ta phá luôn các bạn. Thì để mà tránh cái trường hợp bị phá thì các bạn nên vào những cái server ít người á. Các bạn tìm những cái server mà chỉ có một người hoặc là hai người gì thôi, các bạn vào. Xong rồi các bạn chỉ cần tập lên, các bạn chỉ cần tập sức mạnh các bạn lên 500 là các bạn có thể nhận được cái huy hiệu nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.